Why do I try? Why do I try? Sinh nhật anh Cún nè, cho nên anh Cún 12 tuổi. Bây giờ má bỏ này ra cho nó. Sinh nhật 12 tuổi của nhóc nha. Đó, nhóc lớn của mình sinh nhật 12 tuổi nha. Đây bà xã mình chuẩn bị làm cái món gỏi ngó sen với lẩu tai heo nha. Ngó sen mình mua về cái mình rửa sạch. Xong đem vô mình vắt chanh về, vắt chanh vô nha cả nhà. Vắt chanh vô mình ướp cho nó để cái ngó sen nó được trắng nha. Đặc biệt là vắt chanh vô cái vắt chanh vô nha cả nhà. Ngó sen, lẩu tai heo, tôm, củ cà rốt đã hoàn thành nha cả nhà. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha, ngon tuyệt nha cả nhà. Ngon chưa đâu. Hoàn thành món gỏi nha. Hoàn thành món gỏi lẩu tai heo, tôm, ngó sen. Chiều nay sinh nhật 12 tuổi của con nhóc nha. Mua được mấy con tôm kẹo sao? Tôm kẹo xanh nha các bạn. Mời chết. Đây. Đây, không gian quán của mình nha cả nhà. Tôi đói bụng chưa? Hả? Đói bụng rồi, ăn no chưa? Chưa luôn hả? Ừ rồi. Ồ, dữ kìa. Rồi, ăn tiếp. Đó. Rồi hát tiếp nữa đi. Rồi lấy cái kia đốt lên. Ok. Chơi. Trời ơi, tụi lo ở nghe hồi quẹt cái dĩa luôn, tụi lo hay lơ luôn. Có muỗng luôn. Rồi ngừng cây. Cầm đi. Cầm ở dưới, đúng rồi. Lát đút tiêu cái bánh. Đó. Đâu có gì đâu tụi, đâu có gì đâu. Thôi vậy tụi ngồi cầm đi. Đây ba anh em đó nha. Đây. Đó. Ủa cuốn cuốn sao? Đó, đẹp quá. Thôi bữa tụi cầm mà hôm nay tụi nó không cầm.
tụi nhát quá. Được được mấy cây con? 1, 2, 4, 6, 7 cây, 8 cây, 7 cây. Rồi đốt tiếp đi, đốt tiếp, đốt tiếp. Nó nhục nhục cái tay. Rồi đốt tiếp. Tụi cầm không? Tụi nhát quá mà. Tụi sợ. Tụi sợ. Trời ơi, cái bầu hay ghé không? Cái bầu tụi hay ghé không? Còn hai cây cuối hả? Ok, ăn hết cho mày. Né nè. Đưa tôi cái này nó đổ rồi tôi. Trời khói gì. À. Bà cuốn nhân vật chính cầm một cây đi. Cầm bên cây đó nhân vật chính. Còn cây cuối cùng à? Nãy nãy tối mà không lấy này là mỗi đứa cây đó. Là điều phải không ổn? Rồi hát tiếp, hát tiếp nữa đi. Rồi lấy cái kia đốt lên. Ok. Ok chơi. Trời ơi, tụi lo ớn nghe hồ quẹt cái dĩa luôn, tụi lo hay lơ luôn. Có muỗng luôn. Rồi ngừng cây. Cầm đi. Cầm ở dưới á, cầm ở dưới á, đúng rồi. Lát đút tiêu cái bánh. Đó. Đâu có gì đâu tụi, đâu có gì đâu. Thôi vậy tụi ngồi cầm đi. Đây ba anh em đó nha. Đây. Đó. Ủa cuốn cuốn sao? Đó, đó. Đẹp quá. Hôm bữa tụi cầm mà hôm nay tụi không cầm. Ừ, tụi nhát quá. Đòi cầm luôn. Được được mấy cây con? 1, 2, 4, 6, 7 cây, 8 cây, 7 cây. Rồi đốt tiếp đi, đốt tiếp, đốt tiếp. Nó nhục nhục cái tay. Rồi đốt tiếp. Tụi cầm không? Không. Hôm bữa tụi nó nhìn cầm nhưng mà giờ hết luôn. Tụi nhát quá mà. Mà. Tôi sợ. Trời ơi, cái bầu hay ghé không? Cái bầu tụi hay ghé không? Đúng còn. Còn hai cây cuối. Còn hai cây cuối hả? Còn cây cuối cùng à? Đúng rồi, còn nãy tụi mà không lấy này là mỗi đứa cây đó. Là điều phải không ổn? Dạ đúng rồi. Có hai lần nữa là dân vật chính mà. Ơn lửa mà hồng luôn. Dạ hình trái tim đi. Đón này vô ơi. Đón này vô ơi. Đón này vô ơi. Tuổi rồi, lớn rồi con. Ủa, tôi ngủ luôn á. Tao không ưa nãy mà cứ ngồi gần nè.
Dốc. Qua đây nè. Qua đây luôn. Qua đây, qua đây nè. Đưa lên đây, qua đây được không? Qua đây. Đi ngoài nó hút mà chịu nổi đâu. Ai biết thì anh đuổi đi. Rồi. Rồi dứt. Sinh nhật anh Cún đàng hoàng nha. Đó, nhỏ tới lớn mới ăn lá nên nó tỏi lần đầu tiên. Trời đó, không phức luôn á. Anh là anh trồng riết à. Nó đúng ra là cũng lần đầu tiên anh ăn, với anh trước anh cũng muốn trồng tỏi mà ăn lá. Nó bắt cho bắp luôn chứ đạt không ăn nó là mất á. Đó thì em mi chứ ai. Hai đủ gà mà ăn hết. Hai chị em nó ăn đi, anh em ăn đi. Không, bắt con ra nó không ăn, nó không biết nó quýnh con chạy. Ăn cây mấy con cơm rồi. Nó cũng ăn luôn nữa. Ủa biết vậy. Nó nói ba nó giờ dắt đùi gà bên đây, nó chào vợ nè. Nó quýnh cho bắp luôn, chứ đạt không ăn thì nó là mất á. Đó thì em mi chứ ai. Hai đủ gà mà ăn hết. Hai chị em nó ăn đi, anh em ăn đi. Không. Con ra nó không ăn, nó khóc tiếng, nó quýnh con chạy. Nó ăn cây mấy con cơm rồi. Nó cũng ăn luôn nữa. Ủa biết vậy. Nó nói ba nó giờ dắt đùi gà bên đây, nó chào vợ nè.